mẹ không có nhà thiệt là tốt quá. Mấy đứa ơi, hôm nay mẹ nói là mẹ sẽ về trễ có đúng không nè? Dạ, mẹ nói mẹ sẽ về rất là trễ luôn. Sự trở lại của chuột chuỗi. Ê, mình phải lấy ít tiền đi uống một bữa mới được. Ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Dưới tủ có con gì đó. Nó mới cắn tay của ba đây nè. Hả, có khi nào mình nhìn có nhầm không ta? Có khi nào là do nó đói bụng không vậy? Nếu vậy thì hãy ăn cái này nè, Đu Đu ơi. Cái gì nữa vậy? Thì ra là những em bé chuột chuỗi. Đu Đu à, vậy là bạn đã trở thành mẹ rồi sao? Mọi người nhìn kìa, Đu Đu đang cho các con của bạn ấy ăn. Ê, mấy đứa nghe ba nói nè, mau đi lấy xúc xích cho tụi nó rồi kêu tụi nó đi đi. Mẹ mà phát hiện được thì phiền phức lắm. Sao ba lại có thể nhẫn tâm làm điều đó được chứ? Bạn ấy và các con của mình đã lặn lội từ xa tới đây, sao lại nỡ đuổi đi như vậy? Tụi con không làm theo lời ba nói đâu. Mà khoan đã. Sao từ nãy tới giờ ba cứ cho tay xuống dưới tủ để làm gì vậy? Ba giấu bí mật gì ở dưới đó, có đúng không? Hả? Đâu có, bà đâu có giấu cái gì đâu. Cô chỉ toàn tưởng tượng thôi à. Hả? Trời ơi, tiền của ba. Tiền của ba sao? Biết ngay là ba có quỷ đen mà. Ba ơi, con hứa sẽ không nói lại với mẹ đâu. Cho nên ba cũng phải giữ bí mật nha ba. Nếu như ba để mẹ phát hiện ra ba dám lén mẹ giấu tiền như vậy, chắc chắn mẹ sẽ đuổi ba ra khỏi nhà cho mà coi. Mấy đứa tụi con đang đe dọa ba đó hả? Không phải tụi con đang đe dọa ba đâu mà. Tại con thấy tội nghiệp em bé chuột chuỗi thôi. Ba ơi, ba đào nhanh lên một chút nữa đi. Chỉ cần không để mẹ phát hiện ra mấy bạn thì sẽ không sao. Mấy bạn dễ thương quá đời. Ráng chờ thêm một chút nữa nha, tụi mình sẽ làm cho mấy bạn ngôi nhà thiệt là đẹp. Mấy đứa ơi, mẹ không có nhà có đúng không? Mẹ đã đi chợ rồi. Mấy bạn mau ăn trống lớn nha. Mấy đứa ơi, mẹ về rồi nè. Mấy đứa ơi, mau vào nhà nhanh lên đi. Hình như mình mới nhìn thấy cái gì đó thì phải. Cái gì? Đu Đu đã quay trở lại rồi sao? Còn mang theo con của bạn ấy nữa. Không được để người lớn biết chuyện này đâu. Nó nhỏ nhỏ thôi. Cha Đu nè, bạn phải cho mình coi nữa nha. Có đồng ý không? Thật ra mình có chuyện muốn nhờ bạn nè. Mình nhớ hình như là bạn có một bộ đồ chơi gia đình mà, có đúng không? Lần trước bạn đã cho mình mượn chơi một lần rồi đó. Bạn có thể cho mình mượn lại có được không? Chị biết ngay là thế nào bộ đồ chơi này cũng sẽ vừa với các bạn ấy mà. Chị ơi, hay là tụi mình đặt tên cho những bé chuột chuỗi này đi ha. Từ hôm qua chị đã nghĩ tới chuyện này rồi. Mimi à, có ba bé nên bé đầu tiên sẽ tên là Dungi được không? Vậy thì bé thứ hai sẽ có tên là Duri. Chị Mimi, còn bé cuối cùng em muốn đặt tên là Dung Dung. Dungi, Duri, Dung Dung, nghe dễ thương quá. Đã tới giờ các bạn phải đi ngủ rồi đó. Ngày mai gặp lại nha. Các bạn ngủ ngon.
Ba ơi, lại xin tiền nữa vậy? Tụi con đang định đi dã ngoại, ba đi chung nha. Cái gì? Đi dã ngoại sao? Ăn thôi. Ba, nhìn ngon quá đi. Trời ơi, cái chân của mình. Hôm nay mình leo núi giỏi ghê. Ba ơi, ba có thể đào giun đất và bỏ vô đây được không ba? Cái gì? Đào giun đất sao? Con có hỏi cô giáo của con rồi. Cô nói là chuột chuỗi rất thích ăn giun đất. Để các em bé chuột chuỗi phát triển tốt thì phải cho ăn giun đất đó ba. Tại sao mình phải làm những chuyện này? Tự nhiên bây giờ mình có tới 6 đứa con để chăm sóc luôn là sao? Không biết dưới này có dùng đất không ta? Ủa mà sao ba đi lâu quá vậy ta? Cái gì vậy? Trời ơi, đó là cái gì vậy hả? Thưa mẹ, con đi học mới về. Thế nè mấy đứa, lỡ mẹ nhìn thấy thì làm sao đây? Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Đùng đùng mất tích rồi, chị Sa Đương ơi. Em nói cái gì? Tại sao lại là mất tích được chứ? Tụi em đang chơi ở ngoài sân, rồi tự nhiên đùng đùng biến mất luôn rồi chị ơi. Chuyện đó sao có thể được? Vậy còn Đu Đu đâu rồi? Thì lúc đó sau khi mà đùng đùng biến mất, Đu Đu cũng chưa xuống đất rồi biến mất theo luôn. Bây giờ em cũng không biết bạn ấy đi đâu nữa. Chắc là bạn ấy đi tìm Đu Đu rồi. Đu Đu ơi! Mấy đứa ơi, mẹ có mua bánh về cho các con đây nè. Mẹ ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Mấy con chuột này mau biến đi. Cô ơi, cô ơi, chúng không phải là chuột đâu. Xin cô đừng có đánh chúng mà, tôi kiện. Dạ, chào chị, tôi ở bên quản lý động vật. Chúng tôi nghe nói về việc phát hiện chuột chuỗi. Có phải ở đây không vậy? Dạ đúng vậy, tôi chính là người đã gọi điện đây. Anh hãy mau vô trong coi giùm tôi đi. Bé ơi, nguy hiểm lắm đó con. Con mau đưa chúng cho chú đi. Dạ không có đâu, các bạn ấy không nguy hiểm đâu chú. Con là người đang chăm sóc cho các bạn ấy mà. Chị là ai vậy? Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy hả? Chúng ta đi lên núi. Hãy thả bọn chúng về núi đi. Không, không được. Bây giờ ở nhà vẫn còn có. Ý của con là Đu Ri và Đung Ghi hả? Ba của con sẽ mang chúng lên núi mà. Mẹ ơi, mẹ đã biết hết rồi sao? Ôi trời đất ơi, đây là cái gì vậy? Mày có phải là Đu Đu không? Hay lắm,
Mày đã đi lâu như vậy mà bây giờ còn quay lại đây làm gì nữa? Ủa, mấy con này là sao đây? Không lẽ chúng là con của mày sao? Bà xã ơi, ở bên này, bên này nè. Đu đu à, đung ghi, đu ri, đung đung à. Các bạn nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, có biết chưa? Mẹ ơi, vậy là mình sẽ không được gặp đu đu nữa hả mẹ? Ba Bi à, được trở về với thiên nhiên thì đu đu và các con của nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng mấy bạn đó cũng thích ở chung nhà với mình mà. Tại sao tụi con không được ở chung hả mẹ? Mọi thứ trong thành phố sẽ khiến cho chúng cảm thấy khó chịu. Không khí ở đây trong lành thiệt. Đúng vậy, sống ở đây các bạn ấy sẽ an toàn và thoải mái hơn rất nhiều. Tạm biệt đu đu nha, đừng bao giờ quên bọn mình đó. Hãy chăm sóc các con thật tốt và sống hạnh phúc nha. Tạm biệt, hãy sống tốt nha. Nếu như Mỹ sẽ phải xa chúng như vậy thì ba đã bắt nhiều chúng đất hơn cho chúng ăn rồi. Ba thực sự xin lỗi bởi vì ba quá lười biếng. Đu đu ơi, tạm biệt nha. Có thời gian nhớ quay lại thăm bọn mình đó. Minh Chi ơi, bây giờ tụi mình tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đi. Đơ đơ nè, có muốn đi cùng tụi mình không? Giờ mình phải đi học taekwondo rồi. Ồ, xe của lớp võ tới rồi kìa. Mai gặp nha. Xin lỗi cha đu nha, hôm nay mình có giờ học đàn piano rồi. Tạm biệt. Còn mình thì đi học ballet. Cho cha đu, bạn tự tới khu vui chơi và chơi một mình đi hát. Hài, mọi người làm sao vậy? Sơn Hua nè, bạn thì sao? Tụi mình đi chơi nha. Chào cậu chủ. Tôi tới đón cậu đến lớp học thêm toán. Hôm nay chúng ta không để có được không? Con muốn đến khu vui chơi với cha đu. Không được đâu cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắng lắm. Cha đu ơi, mình xin lỗi. Hai mấy bạn ấy thiệt là để một mình buồn chán như vậy á. Con bé này lại nghĩ ra ý tưởng gì nữa vậy? Con cũng muốn học thêm một cái gì đó. Sau khi tan học các bạn đều đi học thêm hết, không có ai ở lại chơi với con luôn. Chính vì vậy mẹ đã tặng cho con món quà chỉ có một trên đời thôi. Quà hả mẹ? Là người sẽ trở thành bạn suốt đời của con. Các em của con đó. Chị cho đâu ơi, chơi với em đi. Hai cái đứa này. Ủa, Sơn Hu nè, tối qua em không ngủ hay sao mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy? Dạ thưa cô, bài tập trong lớp học thêm nhiều quá. Cái gì? Không phải bài tập trên trường mà là bài tập học thêm sao? Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn Sơn Hu, em lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Sơn Hun á, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sao vậy? Vì mỗi ngày bạn ấy phải đi học thêm ở 3-4 chỗ lận. Hả? Học thêm 3-4 chỗ lận sao? Học bơi nè, piano nè, chơi golf nè, kiếm đạo, toán, mỹ thuật, lớp cảm nhận về sách. Còn gì nữa không ta? Còn mình chỉ có đi học thêm toán với taekwondo thôi. Mà gần đây thấy ốm quá trời. Mình đâu có thấy bạn ốm chỗ nào đâu. Ý mình là học thêm rất giả như vậy á. Sơn Hun à, cô la bạn có nhiều không? Không có sao đâu, cô chỉ
máu mũi kìa. Đi cẩn thận nha. Hôm nay cũng phải đi học thêm sao? Phải. Hồi nãy bạn mới bị chảy máu cam mà sơn hôn, bạn không thể xin nghỉ học một bữa hay sao hả? Chào cậu chủ. Bắt được rồi. Vậy là hôm nay sơn hôn không cần phải đi học nữa đúng không ông? Hôm nay chúng ta sẽ đến lớp cảm nhận về sách trước. Ông ơi, con nói nè. Chuyện gì? Ông cho Sơn Hôn tới khu vui chơi với con một chút thôi có được không? Bây giờ thì không được đâu. Hồi nãy ở trong lớp, Sơn Hôn đã bị chảy máu mũi đó. Vì bài tập trong lớp học thêm nhiều quá, nên bạn ấy không được ngủ đủ giấc. Cái gì? Chảy máu mũi? Vậy sao nãy giờ không nói cho tôi biết chứ cậu chủ? Nếu nói với ông thì mẹ con cũng sẽ biết, con sợ mẹ lo lắng. Chính vì vậy, ông hãy cho bạn ấy đi chơi với con đi, khoảng nửa tiếng thôi. Được rồi, hai đứa chỉ chơi nửa tiếng thôi nha. Vậy bạn đã thử nói với mẹ của bạn chưa? Mình đã thử nói rồi, nhưng mà mẹ mình nói không được. Mình với mẹ mình không có tiếng nói chung. Sao vậy? Mẹ mình nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho mình. Thật ra mình thấy ghen tị với bạn lắm. Đi học như vậy cũng tốt lắm mà, đâu cần phải tự chơi một mình đâu. Mình thì lại ghen tị với sự tự do của bạn. Có cách nào để đổi cho nhau không ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thoại Jack và Roman. Các em hãy thử cảm nhận về tác phẩm này nha. Sơn Hun nè, cho thầy biết cảm nhận ban đầu của em đi. Sơn Hun à, em không sao chứ? Thưa thầy, em bị cảm nặng cho nên. Sao em không nói sớm? Được rồi, uống chút nước đi nè. Sơn Hun à, em luyện tập nhiều rồi có đúng không? Đây là cái gì chị? Hôm nay em muốn đeo mặt nạ để học sao? Nếu như đeo cái này thì em sẽ tập trung hơn đó cô. Cũng được, vậy cứ thử qua một lần ha. Sơn Hun à, hôm nay giọng của em bị làm sao vậy? Dạ, em bị cảm. Cái gì? Bị cảm sao? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi ha. Em không chịu đâu, em muốn ở lại tập tiếp. Dừng lại đi. Trời ơi, tao không thể nghe thấy gì hết. Cô ơi, sao cô kỳ quá vậy? Em đang cố gắng luyện giọng để cho thông họng mà. Không được, dừng lại đi. Trời ơi, tai của tôi. Danh chơi hơn. Dạ có. Chan Sơn Hun. Dạ. Sơn Hun, sao chưa gì mà em đã mang đồ bảo hộ rồi? Em muốn được đấu tới vậy sao? Ê, vì Sơn Hun đấu với ẹt à thầy. Ồ nè nè, các em không được chọc bạn như vậy, biết không? Rồi tập trung. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Võ sinh chuẩn bị. Bắt đầu. Dừng lại. Nè, bạn sao vậy? Đánh kiểu đó là phạm quy có biết không? Trời cha đu. Em đâu phải Sinh Huynh đâu. Nói đi, em là ai? Dạ thưa thầy, em là bạn học cùng lớp của Sơn Hun. Ủa Shadow, bạn học xong rồi sao? Hả?
bạn chơi vui không? Vui lắm. Mặc dù chỉ có một mình nhưng mình đã chơi rất vui. Hôm nay mình thật sự không muốn đi học thêm một chút nào. Cảm ơn bạn nha Shadow. Bây giờ mình đã có thể vui vẻ đi học thêm môn toán rồi Shadow. Nhưng mà có một chút chuyện sinh hô nè. Ủa? Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Ồ. Cho dù là như vậy thì làm sao con có thể kêu bạn con đi học giùm cho con được chứ? Tại con mệt quá nên mới làm vậy thôi. Sao vậy Sơn Hun? Sao con cứ luôn chống đối và không chịu hiểu cho mẹ? Mẹ cũng vậy mà, hay có bao giờ mẹ chịu hiểu cho con đâu. Cậu chủ ơi. Mình lại muốn tới đó quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nói với mẹ thêm một lần nữa. Đúng là không dư khoản nào để học thêm hết. Sao tự nhiên lại phải đi học thêm chứ? Cho dù thấy các bạn được đi học thêm nên cũng muốn học. Ý của chị là Sinh Huỳnh đã bỏ chạy ra ngoài vào giờ này hay sao? Phải, vì vấn đề học thêm mà tôi đã nổi giận với thằng bé. Shadow à, con có biết Sơn Hun có thể đi đâu không? Con không rõ nữa. Ba, có khi nào? Dạ đợi con một chút. Sơn Hun ơi. Nurongchi à, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh rất ghét học thêm, anh cũng ghét mẹ nữa. Vì là mèo nên em đâu cần lo lắng những chuyện đó. Anh thật sự rất ghen tị với em. Sơn Hun ơi. Shadow hả? Sơn Hun à. Mẹ ơi. Sơn Hun ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Không phải đâu, thời gian qua chắc con mệt mỏi lắm. Mẹ xin lỗi con. Shadow nè, từ tháng sau con cũng đi học thêm đi. Mẹ con nói đúng đó. Con hãy chọn cho mình một môn mình thực sự thích, rồi ba mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng ba mẹ có tiền không? Không có gì. Thấy Sơn Hun như vậy con cũng không muốn đi học thêm nữa. Nè, con lại đổi ý rồi sao? Trời ơi, con thất thường quá. Hôm nay tan học có ai đi khu vui chơi với mình không? Sao vậy? Hôm nay bạn không đi học thêm hả? Đúng vậy. Mình đã bàn với mẹ sẽ chỉ chọn hai môn mình thích nhất để học thôi. Và mẹ đã đồng ý. Tất cả là nhờ bạn hết đó Shadow. Vậy nên từ giờ sau khi tan học mình đều có thể đến sân chơi. Wow, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cũng đã tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Bạn cũng đi học thêm sao Shadow? Bạn học môn gì vậy? Đó là một bí mật. Mấy đứa, tiết mục của lớp học thêm tổng hợp Shadow là cuộc thi 3 môn phối hợp. Chuẩn bị. Ôi, chiếc xe mơ ước của mình. Mình rất muốn được lái thử một lần. Chiếc xe mơ ước của ba. Cô ơi, bán cho con cái này. Cho cô chút nha. Dạ. Chị đáp anh không? Ngày mai gặp lại mấy bạn nha. Ba mẹ của anh Huy mới mua xe mới đó. Hình như là nhãn hiệu Renda mới ra mắt năm nay á. Mấy bạn ơi, ngày mai gặp lại nha. Đó là xe thể thao Avanta. Xe của nhà Don Don là dòng mới ra mắt năm ngoái đó. Nangi nè, bạn cũng hiểu biết về các dòng xe quá ha. À, có gì đâu. Tự nhiên gần đây mình thích tìm hiểu về xe hơi thôi. Bạn thích tìm hiểu thì sao chứ? Làm như bạn có thể mua được nó vậy đó. Chào hai bạn, mình đi trước nha.
Ít ra thì Danny còn có xe đạp để đi, còn mình thì không hề có thú gì hết. Ơi trời ơi, tay mình mỏi quá chừng. Mấy chuyến xe buýt đông người như vậy chỉ làm mình mệt mỏi hơn trước khi vào làm mà thôi. Ba ơi, nhà của các bạn con ai cũng có xe hơi, tại sao nhà mình lại không có hả ba? Con thấy chiếc xe này được không? Quá, ba định mua chiếc xe đó hả ba? À, đâu có đâu, mặc dù ba cũng muốn lắm. À, con sẽ mua nó cho ba chứ. Ba nghĩ sao mà hỏi vậy chứ? Người ba cần hỏi chính là bà chủ tiêu dùng trong cái nhà này kìa. Mẹ đã nghe thấy rồi, ba con muốn mua xe hơi chứ gì. Chúng ta không có nhiều tiền tới như vậy đâu. Hai cha con cứ tiếp tục mơ nữa đi. Nè cô bé, thấy xe hơi thì phải biết tự tránh đi chứ. Bộ thầy cô ở trường không dạy mấy cái này hả? Những chuyện này đều là vì nhà chúng ta không có xe hơi mà ra hết. Mimi à, em hãy thử nghĩ mà xem. Nếu như gia đình chúng ta có một chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ không bị đối xử như vậy nữa, và cuộc sống cũng sẽ khác hơn. Đưa ba tụi con đi học. Được rồi, hai đứa đi học ngoan nha. Dạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì đó để gia đình mình có thể mua được xe hơi. Mẹ nghe hết rồi nha. Rốt cuộc mọi người bị sao vậy? Sau khi không lại muốn mua xe hơi là sao? Nhà mình đâu nhất thiết phải mua xe hơi. Tại sao lại cần mua một chiếc xe hơi chỉ để đi trong phố chứ? Em biết trước chuyện nhà mình mua xe hơi là không thể nào được mà. Xin lỗi hai đứa vì ba đã không thể giúp được gì hết. Chắc phải chờ các con lớn hơn thì ba mới có xe hơi chở các con đi học được. Con nghĩ có một cách để nhà mình có xe hơi á. Hả? Là cách gì vậy? Trong cái nhà này chỉ có một người có đủ khả năng để thuyết phục được mẹ mà thôi. Ba Bi của chúng ta muốn đi đâu nè? Ở đâu thì mẹ cũng sẽ đưa con đi hết. Dạ, con thích được mẹ cõng trên lưng như vậy hơn là ngồi xe hơi nhiều luôn á. Vậy con không thích xe hơi hả? Mẹ thấy xe hơi cũng tốt lắm mà. Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi. Có vẻ như chuyện này không dễ làm rồi. Cái gì mà không dễ chứ, ba thấy là bất khả thi luôn thì có. Ba Bi nè, em rất thích xe hơi có đúng không? Dạ phải, em thích xe hơi lắm luôn. Nếu vậy, em có thích nhà mình mua một chiếc xe hơi thiệt luôn hay không? Dạ không, em có nhiều xe hơi lắm rồi. Cái gì, em có xe hả? Dạ. Xe mới nhất là Sonita. Dạ rồi, Alphata. Em còn có mấy chiếc xe nước ngoài nữa. Hiểu rồi, thì ra là em có xe đồ chơi. Ba Bi thích xe đồ chơi còn nhiều hơn là xe hơi thật nữa đó ba. Con không có cách nào để thuyết phục em ấy hết. Em nói rồi, chị không thể nói chuyện với trẻ con được đâu. Bộ em không phải là trẻ con hả? Con nói là ba Bi của chúng ta thích xe hơi đồ chơi hả? Dạ, em khoe với con là em có tất cả các loại xe luôn. Mà sao vậy ba? Ba Bi có tất cả các loại xe sao? Rất đẹp đúng không con? Dạ.
Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ muốn, con muốn có nó bà ơi. Hả? Babi à, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc hả? Mẹ ơi, đi ra nhà mình không có xe hơi á mẹ. Con nói cái gì? Có phải là gì mẹ không cho phép ba mua xe hơi cho tụi con không? Có phải không mẹ? Tại sao mẹ không mua chứ? Tại sao? Tại sao? Babi à, phải công nhận là em ấy diễn tốt ghê. Chúng ta nên học tập em ấy thêm mới được. Cái đó không phải là diễn kịch đâu. Hồi xưa lúc còn nhỏ chị cũng y chang như vậy. Nhà mình như vậy mà lại không có nổi một chiếc xe hơi. Con thật là đáng thương. Em không dám tin là Babi lại có thể nói ra những lời như vậy. Trẻ con thì cũng biết tuổi thân chứ em. Thằng bé biết là nhà của người ta đều có xe hơi, trong khi nhà mình lại không có, cho nên nó mới như vậy đó. Ủa, cái đó ở đâu em có vậy? Em nghĩ là nhà mình có thể mua một chiếc xe hơi. Tuy em đã nói như vậy nhưng anh nghĩ là trong lúc này mà mua xe hơi thì không thích hợp cho lắm. Mấy đứa con gái muốn có, anh cũng muốn có còn gì. Với lại dịch Barbie khóc thảm như vậy, em thấy đau lòng lắm. Cái này em đã để dành từ rất lâu rồi, để Chadu và Mimi có thể học cấp 2 và cấp 3. Em để dành học phí cho các con sao? Chuyện học hành của các con quan trọng mà anh. Đúng, tất nhiên rồi, học hành là quan trọng nhất. Ba mẹ ơi, không sao đâu. Mimi và con không cần phải học cấp 2 và cấp 3 đâu. Cho nên mẹ không cần phải lo về chuyện học hành của tụi con. Hả? Thưa quý khách, thủ tục đã xong hết rồi. Trong 3 ngày chúng tôi sẽ mang xe đến tận nhà cho quý khách. Anh đang làm cái gì đó? Xe của chúng ta bên này. Nó ở ngay kia kìa. Anh biết chứ. Nhưng em cứ để anh đứng đây thêm một chút nữa đi. Vậy ra đây chính là xe hơi của nhà chúng ta sao? Từ giờ em sẽ được đi học bằng xe hơi cái đúng không? Đây, cả nhà cứ thoải mái kiểm tra. Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Giờ nhà mình cũng đã có xe hơi rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em á chị Chadu ơi. Còn đây là quà tặng kèm, đúng như những gì tôi đã hứa với hoàng tử này. Xe đồ chơi. Thật ra mình có xe hơi rồi. Không lẽ xe hơi mà Barbie muốn chính là xe đồ chơi á? Người ta giao xe rồi hả? Ba ơi. Xe tuy có hơi nhỏ một chút nhưng mà vẫn đủ chỗ cho một nhà 5 người chúng ta. Barbie nè, chiếc xe mà con thích là chiếc đó hay là chiếc này vậy hả con? Dạ, là chiếc này. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ, dạ con muốn có nó bà ơi. Tất cả tránh ra hết cho tôi. Kể từ bây giờ không ai được chạm vào chiếc xe này nữa. Ngày mai chúng ta sẽ trả lại cho cửa hàng. Đừng mà mẹ ơi. Vậy thì đừng vô nhà nữa, sống với chiếc xe đó luôn đi. Mẹ ơi, đừng trả xe mẹ ơi. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh hả ta? Gì vậy? Bọn trẻ đi đâu hết rồi vậy kìa? Đi đâu rồi? Đang giữa đêm mà. Không lẽ anh ấy lấy xe chở mấy đứa nhỏ đi rồi? Chiếc xe vẫn còn ở đây.
Vậy thì mọi người đã đi đâu hết rồi? Thiệt tình à? Họ thích chiếc xe tới vậy sao? Mình định ngày mai sẽ mang xe đi trả lại, nhưng chắc là chưa được rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ bọn anh đang rất là đói, muốn ăn chút gì đó. Bé ơi, bọn anh không phải người xấu đâu. Bọn anh chỉ muốn mượn em một chút tiền để đi mua đồ ăn thôi à. Nhưng mà em không có tiền, em nói thiệt đó. Bọn anh đang nói chuyện rất lịch sự đó. Ê, qua đây đi, kiểm tra một chút là biết em có tiền hay không thôi mà. Là ai hả? Có giỏi thì bước ra đây coi. Cái quái gì đây? Một đứa con gái sao? Nhóc là đứa mới ra tay đó hả? Bé ơi, đừng được có xen vô chuyện của người khác. Mau 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 đi đi, đi chỗ khác đi. Chú cảnh sát ơi, bên này nè chú, nhanh lên chú. Anh nhất định sẽ tìm nhóc liệu hồn đó. Chú cảnh sát ơi, ở bên này nè, nhanh lên chú ơi. Đang gì ạ? Cảm ơn bạn nhiều nha cha đô. Lần này cũng may là nhờ có bạn đã cứu mình đó. Đôi giày của cha đô. Mình thật sự không hiểu tại sao mẹ lại không muốn mình ăn kem vào buổi sáng vậy chứ. Hả? Đáng đời chưa? Anh là cái đồ xấu xa. Anh đã nói là sẽ đi tìm nhóc mà, nhớ cư xử cho đúng đó, có biết không hả? Cha đô, bạn ổn không vậy cha đô? Mình không hề ổn chút nào đâu. Hả? Bạn bị thương ở đâu sao? Không có, mình không bị cái gì hết. Nhưng cây kem của mình bị rớt xuống đất mất rồi. Mình xin lỗi bạn nha cha đô. Tất cả là tại mình. Mình chỉ là một thằng con trai vô dụng thôi. Ủa? Không sao đâu, mình vẫn ổn mà. Mọi người ơi, chào buổi sáng. Mọi người ăn sáng hết chưa? Hả? Mấy bạn làm gì mà tụ tập ở chỗ của mình? Cha đô ơi, cái này hình như là do mấy anh lớp 6 làm đó. Đúng vậy, chắc chắn là mấy anh lớp 6 làm đó. Tại hồi nãy mình thấy mấy ảnh đi ra từ trong lớp của tụi mình đó. Bây giờ phải làm sao đây? Nhất định là mấy anh hôm bữa. Gì chứ, không lẽ bạn biết ai là người đã làm những chuyện này sao, Dangi? Chuyện đó... Mình hiểu rồi, có vẻ như mình đã quá coi thường mấy anh ấy rồi. Cha đô à. Ai, tiếc là các bạn không được thấy con bé đó té như thế nào. Thật sự rất là hay ho. Nguyên cây kem văng hết lên mặt của nó luôn. Nhìn mà mắc cười chịu không nổi luôn đó. Mình đã tìm được bàn của con nhỏ đó và vẽ bậy lên trên đó như lời bạn nói rồi. Nhưng mà tụi mình làm vậy thì có hơi quá đáng không vậy? Các anh ơi, cho em xin lỗi có được không? Em cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phiền các anh. Không ngờ con bé lại bỏ cuộc nhanh hơn là mình nghĩ. Phải vậy chứ, mới lớp 3 thì làm sao đấu lại tụi mình. Mà các anh ơi, em có chút lòng thành nè, các anh nhận cho em vui nha. Không cần đâu bé ơi, không cần phải làm vậy đâu mà. Là trứng hả? Đưa ngay lúc mình đang đói bụng nữa chứ. Đúng rồi, còn cái này nữa nè. Đã trả đũa xong, chào nha. Mình sẽ cho nó biết tay. Để mình giúp bạn một tay nha. Không sao đâu, nhìn vậy chứ mình khỏe lắm. Nhưng mình ngại lắm.
Bạn đã không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ mình, rồi còn bị mấy anh đó kiếm chuyện gây khó dễ nữa. Vậy nên mình cũng muốn giúp bạn làm gì đó. Có gì đâu, tụi mình là bạn của nhau mà. Còn mấy tên đó hả, mình nhất định sẽ không tha thứ cho đâu. Bạn thiệt là giỏi. Hôm qua bạn cũng làm vậy để cứu mình sao? Công nhận là bạn ngầu thiệt đó Chadu. Đúng rồi, cho nên bạn đừng lo lắng. Chadu à, cái đó là giày của bạn phải không? Ủa? Cái mùi hôi này thật sự rất là quen luôn đó. Chắc là giày của bạn rồi. Đúng rồi ha. Đam Di à, cảm ơn bạn nha. Nhưng tại sao giày của mình lại ở đây chứ? Còn sao nữa, chắc chắn là do mấy anh lớp 6, mấy cái người hèn nhát đó. Mình sẽ không để yên đâu. Không sao đâu, dù gì cũng là đôi giày cũ thôi mà. Có bị mất cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ cũng đã tìm được rồi còn gì nữa. Từ giờ bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ giúp bạn. Cảm ơn bạn nha, Đan Ghi à. Có gì đâu. Mình đã đi hỏi thăm mấy người quen ở trong trường này rồi. Con nhỏ đó tên là Choi Chadu. Và nhất là... Nhất là sao? Là như vậy, như vậy. Vậy đây, đây, đây. Giày của bạn lại đâu mất nữa rồi. Cái gì? Tụi mình có nên nói chuyện này cho cô giáo biết không? Đúng vậy, không thể để chuyện này tái diễn nữa. Bây giờ mình sẽ đi nói với cô giáo. Mấy bạn hãy bình tĩnh đã. Khoan hãy nói chuyện này với cô giáo. Dù gì mình cũng có tự trọng của riêng mình, cho nên mình sẽ tự giải quyết chuyện này thật rõ ràng. Tạm biệt, mai gặp lại nha. Xin chào, bạn nhỏ đến thử một miếng đi nè. Em có thể ăn thử bánh này sao? Tất nhiên rồi. Nhóc bị lừa rồi nha. Gì vậy? Mấy anh làm gì ở đây hả? Tụi anh đã theo dõi nhóc từ rất lâu rồi đó. Và biết rõ thứ nhóc thích nhất chính là đồ ăn. Lát nữa nhóc sẽ đau bụng cho mà coi. Vì đậu này để 3 năm rồi. Từ từ nhóc sẽ cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ráng chịu nha. Có chút xíu như vậy thì làm sao có thể khiến em đau bụng được chứ. Đơ. Ai nói là chút xíu hả? Nguyên một hũ đầy luôn nè. Hên là vừa kịp. Thấy sao hả? Nhóc đã biết sợ chưa? Các anh sẽ biết tay em. Biết tay nhóc bằng cách nào đây? Không lẽ nhóc định đi mát mẹ? Vậy thì cứ việc đi mát đi, rồi bọn anh sẽ đi bắt nạt bạn bè của nhóc. Chadu hả? Đã có chuyện gì với bạn vậy? Không có gì đâu. Bạn không cần phải lo đâu mà. Có phải là mấy anh hôm bữa nữa không? Chadu à, mình phải đi nói chuyện với cô giáo không thôi. Không được. Bạn không được nói với cô. Người lớn không thể biết chuyện này được. Tại sao lại không được nói? Có phải là do mình hay không? Đang ghi à, thiệt ra thì... Bạn không dám nói là vì sợ mấy anh sẽ bắt nạt mình nữa đúng không? Nhưng mình sẽ không thể vì sợ mà để cho bạn bị ăn hiếp hoài như vậy được. Đang ghi à, mình thật sự không sao mà. Chỉ thêm một lần này nữa thôi, mình nhất định sẽ giải quyết được. Và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mình muốn nói với bạn là cảm ơn bạn. Và cũng rất xin lỗi bạn nữa. Nhất định mình sẽ tìm cho bằng được đôi giày của bạn. Mình nhất định sẽ trả đũa. Nhưng mà làm bằng cách nào đây? Phải rồi ha, mình có cách rồi. Ừ.
thử kiểm tra lại kế hoạch một chút coi nào. Trên đường tới trường, chắc chắn họ sẽ đi qua trên cái lỗ. Lúc này mình chỉ cần kéo cần câu ra thôi. Hãy mau mau tới đây đi, cái đồ nhát gan kia. Ơ kìa, sao dây bị rối rồi? Chị, tự nhiên bị rối là sao chứ? Phải mau mau gỡ ra mới được. Shadow ơi, ủa? Đã tìm được dây của bạn rồi nè. Mình nhìn thấy nó ở bên bờ sông đó. Ủa cái gì? Shadow à, Shadow à, chuyện này nguy hiểm quá đi. Sao em lại đào một cái hố ở trong sân trường chứ? Dạ em xin lỗi cô. Cô đừng la bạn ấy. Không phải là lỗi của Shadow đâu. Tất cả chuyện này đều là tại em. Dangi, em đang nói cái gì vậy hả? Dạ thật ra là em bị mấy anh lớp ở trên bắt nạt, và Shadow đã đứng ra bảo vệ em. Cho nên bây giờ mấy anh ấy đã chuyển hướng qua bắt nạt Shadow đó cô. Dạ đúng đó, mấy anh ấy còn làm Shadow té nữa đó cô à. Bạn của Shadow cũng bị họ vẽ bậy luôn á cô. Mấy anh đó còn hất nguyên xô nước đầy lên người của Shadow nữa đó cô. Có chuyện đó nữa sao? Sao bây giờ mấy đứa mới nói cho cô biết vậy? Đó là vì Shadow muốn bảo vệ em cô ơi. Bạn ấy sợ nếu nói với cô thì mấy anh đó sẽ bắt nạt em nữa. Chính là mấy người này nè cô. Cái gì? Mấy em kia đứng lại cho cô. Mấy anh đó còn lấy trộm giày của Shadow quăng xuống sông nữa đó cô. Còn có chuyện này nữa sao? Các em hãy nói hết sự thật cho cô biết, nếu không sẽ bị phạt rất nặng đó. Tụi em chưa bao giờ đụng vô đôi giày hết á. Họ nói dối đó cô, chắc chắn họ chính là thủ phạm. Không có, không có đâu cô, tụi em không lấy giày của em ấy. Dạ, tụi em chưa từng đụng tới đôi giày của em ấy. Từ ngày mai các em sẽ phải dọn vệ sinh cho tới khi chịu nói thật và mời phụ huynh lên trường nữa. Shadow à, có chuyện thì phải nói với cô chứ. Giờ hãy gọi cho mẹ của... Không được đâu, cô tuyệt đối không được gọi cho mẹ của em. Hả? Tại sao? Tại vì là đôi giày bị mất do em cố tình quăng đi. Em nói cái gì? Tại sao? Vì em xin hoài mà mẹ không chịu mua giày mới cho em, nên em mới cố tình làm mất để mẹ đồng ý mua. Em đã thử quăng nó vô thùng rác nhưng đã thất bại. Từ giờ hãy trôi thật xa nha. Hãy trôi thẳng ra biển luôn. Sau đó thì qua mình vào với thế giới rộng lớn đi. Shadow à, nếu bây giờ mà gọi điện thoại cho mẹ, chắc chắn mẹ em sẽ rất tức giận cho coi. Cho nên là cô đừng nói với mẹ em nha, em năn nỉ cô đó. Chuyện đó, Đanh ghi nè, mình xin lỗi nha. Bạn đã vất vả để tìm giày cho mình, vậy mà mình... Bạn có giận mình không? Cái này là... Đây là mặt của mình mà. Mình đã giữ lại đôi giày của bạn và vẽ lên đó. Mong là bạn sẽ thích, nhìn nó có đẹp hơn không? Dangi à, mình thật sự rất là thích. Nhìn nó còn đẹp hơn là giày mới nữa. Ôi trời đất ơi, có thiệt không? Dạ con, chào mẹ. Mẹ đang định mua cho con một đôi giày mới, nhưng có vẻ không cần nữa. Dạ đúng rồi đó mẹ. Đây đúng là đôi giày đẹp nhất rồi. Dạ tụi con chào bà. Chừng nào rảnh có con lại về chơi ha, có được không? Dạ được. Rồi xuất phát. Shadow nè, lần sau tụi mình lại về chơi nữa nha. Ở đây thật sự rất là vui luôn. Tất nhiên rồi, không có ở đâu vui bằng ở dưới quê hết. Nếu muốn thì kỳ nghỉ lần sau tụi mình lại về chơi. Được đó, kỳ nghỉ đông sắp tới chúng ta sẽ về quê Shadow chơi nữa đi. Lúc đó mẹ mình sẽ không cằn nhằn nữa, tha hồ mà chơi luôn. Bây giờ trong lúc chờ tàu trở về nhà, chúng ta cùng chơi trò chơi thôi. Và đừng quên trên tàu còn có bán bánh nữa đó. Ai thua thì sẽ phải mua bánh, có chịu không nè? Ừ.
Kéo. Lần này Shadow thua rồi nha. Xe bánh bên kia kìa, bạn mau đuổi theo đi. Mình muốn ăn bánh quy lắm á. Còn mình sô-cô-la. Mình muốn ăn bắp cây. Vậy là số tiền bà cho mình đã bay theo gió mất tiêu rồi. Sao hôm nay trên tàu ít người vậy ta? Dạ cho con hỏi, cô có sữa chuối không cô? Bé ơi, cô xin lỗi nha, nhưng mà cô vừa bán hết sữa chuối rồi. Vậy thì cô cho con bánh sô-cô-la, bánh bắp cây với bánh quy nha cô. Xin lỗi con nha. Dạ không sao đâu. Bé ơi, em muốn cái này đúng không? Dạ. Em trai của chị nói là em có thể lấy cái này đó. Dạ thôi chị ơi, chị đã mua trước em kia mà, em không thể lấy như vậy được đâu ạ. Hay là em hãy nhận phần sữa này rồi chơi với em trai của chị nha. Thằng bé nói ở trên tàu này chán quá. Gì chứ, bạn bè của em đang đợi em mang bánh về. À, hay là vậy đi, mọi người tới toa của em chơi chung luôn đi. Nhưng mà bọn chị thích ở đây hơn. Nếu các em có thể qua đây chơi thì tốt quá còn gì. Tụi em đang chơi trò chơi và người thua sẽ phải đi mua đồ ăn giặt mang về. Qua đó với em đi. Nhưng bọn chị thích ở đây hơn. Hay là em cứ lấy hộp sữa này đi. À dạ thôi, em không lấy đâu. Đừng ngại mà, chị muốn tặng nó cho em, mau nhận đi. Dạ nếu chị đã nói vậy thì dạ em cảm ơn. Trời đất ơi, sao tay của chị ấy lạnh quá vậy chứ? Dạ em cảm ơn chị. Chúc hai người có một hành trình tốt đẹp. Cái cửa làm sao vậy nè? Sao không mở được chứ? Không lẽ bị hư rồi? Chị ơi, chị có thể giúp em mở. Hai người họ đi đâu rồi? Rõ ràng vừa mới ngồi ở đây kia mà. Shadow ơi. Hết hồn mà. Tụi mình đợi bạn lâu quá trời. Nãy giờ bạn làm gì vậy? Bạn, sao bạn lại mở được cửa vậy? Ý của bạn là sao? Mình chỉ gạt tay nắm cửa qua thôi mà. Nhưng mà hồi nãy nó bị khóa đó. Với lại không biết ở đây có nhà vệ sinh không. Toa này không có đâu. Nhưng ở toa số 9 có một cái. Vậy thì lạ quá. Rõ ràng hồi nãy hai người họ còn ngồi ở đó kia mà. Bạn đang định chọc ghẹo mình có đúng không? Bạn xài hết tiền bà cho rồi hả? Tụi mình đi thôi. Lần sau bạn thua thì mình mua cho bạn là được. Minchi ơi, bạn đi nhà vệ sinh với mình đi. Mình cảm thấy bụng của mình không được ổn cho lắm. Được thôi. Chắc là do mình ăn giặt nhiều quá rồi. Có người ở trong, mình cần phải đi gấp. Thiệt là, sao người ta lo quá vậy? Bụng của mình sắp không chịu nổi nữa rồi nè, trời ơi. Xin lỗi, bạn của con đang rất cần dùng nhà vệ sinh. Ai ở trong đó có thể nhanh lên một chút được không? Minchi à, hay là tụi mình lên toa số 1 đỡ đi. Gì vậy? Trong này không có ai hết á. Shadow à, bạn nói cần đi gấp mà. Đi nhanh rồi tụi mình về. Gì nữa đây? Tối quá à. Minchi ơi, đèn trong này bị tắt mất tiêu rồi. Thấy trời ơi, sao lại kẹt nữa rồi? Minchi ơi, Minchi à, bạn có mở cửa được không? Ah!
biển rồi không thấy gì hết. Các bạn nè, sao lại đi lâu quá vậy? Tụi mình đã rất lo đó. Các bạn mau chạy đi. Nè cho đâu, mày mau dừng lại đi. Bạn làm mình sợ. Để mình gọi tới phòng điều khiển thử xem. Dạ xin chào, con đang gọi đến từ toa số 9. Hiện tại đang chuẩn bị chúng tôi sẽ sớm kết thúc. Tiếng gì mà ghê quá vậy? Rõ ràng ở đó đâu có ai đâu. Chuyện gì đang xảy ra? Có ai cứu chúng tôi vậy? Như cái gì đó dưới chân mình. Con đang làm gì ở đây vậy? Cô ơi, cứu tụi con với. Các con sợ lắm đúng không? Mau đi với cô nào. Mấy đứa mau đi với cô. Nè mấy đứa, tới ga rồi sao các con không xuống? Chú ơi, tụi con đang ở đâu vậy? Đang ở đâu sao? Tất nhiên là Seoul. Được rồi, mau xuống tàu thôi. Sáu tháng trước, trên chuyến tàu tới Seoul đã xảy ra một vụ cháy. Theo báo cáo, có hai tiếp viên và một hành khách đã thiệt mạng ở toa số 10. Và một hành khách nữ đã hy sinh để bảo vệ cho em trai của mình. Vì có chị bảo vệ nên người em trai chỉ bị thương nặng. Nhưng trong khi đang được điều trị ở bệnh viện thì cậu đột nhiên mất tích sao? Kế hoạch của Cha Đu. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Cái gì vậy? Mẹ
đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của cha Đu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi. Anh cho tôi xin lỗi. Mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha, hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó, nghe chưa? Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Má đã câu được một con cá lớn. Cho chùa nè, giống vậy hả? Con gái con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm. Cha Đu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, chị Cha Đu lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Cha Đu à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Cha Đu không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do Cha Đu cố ý đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. Bữa trưa của mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à. Mình sẽ cho bạn thấy đứa kẻ không ngoan là như thế nào. Cha Đu à, vui lên đi. Nhìn mặt sợ quá à. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình, mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ. Mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Gì ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha. Tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? Mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Mình không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đồ mình đó. Bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ bà bị đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, tôi nghe. Đ-
đây, đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dangri đó, trông cậy hết vào bạn. Hey, hey, hey. Thấy sao, cũng không tệ đúng không? Tôi đã bắt cóc Joy Chadu. Nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp mặt. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minchi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bác ấy sẽ nhận ra Chadu quý giá như thế nào? Có thật là Chadu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho Chadu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha. Tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là Chadu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó. Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi đúng không? Ừ, các bạn về đi. Chadu à, mình mong là bạn sẽ thành công. Cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Joyeon à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Chadu ơi, Chadu ơi, con đang ở đâu? Tình yêu cuối cùng gái bé mộng nha. Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ có em rồi mà. Ba ơi, anh về rồi. Chadu ơi, ba về rồi nè. Hôm anh một cái đi bé yêu à. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà. Tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống tới say mấy tỷ nữa chứ. Hên hên quá đi. Con mẹ con đi hả? Vậy là mình đi trước đó nha. Mẹ, vậy chơi ăn cái gì đây? Còn hỏi nữa thì ăn cái này nè. Cho chắc đu bạn thua rồi. Cái tên mập u đáng ghét này, tại sao lúc nào bạn cũng tấn công mình vậy? Đừng nói nhiều nữa, đây là cơ hội cuối cùng, hãy cố lên nha. Được rồi, đây là viên bi quyết định của mình. À.
Bộ không có ai ở nhà hết hay sao chú? Sao không chịu mở cửa vậy? Vậy đi về thôi. Nếu bà chủ không có nhà thì dù bấm chuông cũng không có ai mở cửa đâu. Tại sao chứ? Bà ấy sống có một mình hả? Bạn không biết hả? Nhà này có một cô bé rất là kỳ lạ. Bạn ấy đã chuyển đến đây từ 2 tháng trước nhưng không có ai từng nhìn thấy bạn ấy hết đó. Hả? Còn có một cô bé sống ở đây hả? Thiệt không vậy? Nghe nói bằng tuổi tụi mình đó, nhưng mà thật kỳ lạ. Bạn ấy không hề đi ra ngoài. Vì sao chứ? Sao mà mình biết được? Sẽ không ai tìm thấy mấy viên bi nếu như bị mất ở đây. Thôi đừng phí thời gian nữa, mau về thôi. Thôi, ráng đợi một chút đi. Còn phải tìm bi lại chứ. Nếu ráng vươn tay thì mình có thể giới tới. Ồ. Ôi trời ơi, những chiếc bánh gạo đã trở nên rất tuyệt vời. Nhìn chúng thật là thơm ngon. Mẹ ơi, mẹ ơi, lấy cho con ăn trước đi. Sao ồn ào quá vậy? Mẹ đã để riêng phần của các con qua một bên rồi. Vì vậy mẹ đã nhờ Chadu và Mimi mang phần bánh còn lại đi mời hàng xóm. Ồ, đúng rồi, mẹ ơi, chúng ta có cần mang bánh mời nhà hàng xóm mới chuyển tới đây không hả mẹ? À, dĩ nhiên, cần phải mời chứ. Cô hàng xóm đó, mẹ chỉ mới nhìn thấy có vài lần thôi, vẫn chưa có dịp chào hỏi cho tử tế. Đây là cơ hội tốt. Là ai vậy? Thưa cô, con là Chadu, đang sống ở nhà số 25. Mẹ con nói con đem mấy cái bánh gạo này qua mời cô. Ôi trời ơi, cô cảm ơn con nhiều lắm. Nhưng mà sao cho cô nhiều quá trời vậy? Đưa cho cô đi. Con nghe nói có một bạn gái cùng tuổi với con đang sống ở đây. Con có thể vào nhà chơi với bạn ấy được không? Một bạn gái? Dạ, con nghe mọi người nói có một bạn gái cùng tuổi với con đang sống ở đây. Ồ, chắc là con gái của cô rồi. Nào, mời con vào nhà chơi. Nhưng mà con ngồi chờ cô một chút nha. Dạ được. Ồ. Chadu à, cô sẽ làm món gì ngon cho con? Con ngồi đợi cô một chút ha. Dạ. Là phòng này sao? Có ai ở trong không chú? Xin chào, mình là Chadu, sống ở gần đây. Bạn có muốn ăn bánh gạo không? Bạn là ai vậy hả? Ơ nè, cầm bánh gạo đi. Bạn ngủ chung với cái thú này hả? Đừng có đụng vào nó. Không có gì đâu. Mẹ bạn nói mình có thể chơi với bạn. Không muốn, ra khỏi phòng của tôi đi. Đã thiệt đó, giường của bạn êm ghê. Ước gì mình cũng có được một cái giường êm ái giống như vậy ha. Đi ra ngay, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi đó. Thôi được rồi, thì mình về đây. Nhưng mà đây không phải là lần cuối. Được rồi, ngày mai mình sẽ tới lấy đĩa nha. Tạm biệt. Mẹ tôi sẽ mang đĩa đến trả. À, đúng rồi, bi của mình đã chui vào sân trước của nhà bạn đó. Mình lấy chúng đi có được không? Ngày mai gặp lại nha bạn. Đừng có bấm nữa. Mình đoán là bạn đã biết đó chính là mình đúng không? Có mẹ bạn ở nhà không hả? Bạn hãy mau về đi. Tôi đến giao mì tương đen đi. Dạ xin đợi một chút. Xin chào. Mình đã đi theo chú ấy vào đó. TV đó là đời mới nhất có đúng không? Làm ơn để tôi yên đi. Bạn đang nghĩ rằng tôi rất kỳ lạ có đúng vậy không hả? Trong đám bạn của mình đã có một người kỳ lạ tên là Don Don rồi. Bạn ấy hay tè bậy ở ngoài đường. Đúng là kỳ lạ không chịu nổi luôn mà. Không ai biết điều đó hết, cho nên bạn nhớ đừng có nói với ai khác nha. Tôi mệt rồi, tôi phải vào phòng nằm nghỉ đây. Đã tới giờ chương trình bạn xếp hạng âm nhạc rồi. Mình mở TV nha, bạn xem với mình đi. Nghe giới thiệu là hôm nay có mặt ngôi sao âm nhạc Kim đó.
Tôi không có xem những chương trình như vậy đâu. Cái gì? Bạn vừa mới nói cái gì? Bạn xếp hạng âm nhạc nó chẳng có cái gì hay hết, chỉ có con nít mới coi thôi. Bạn nói như vậy là ý gì hả? Dạ, xin giới thiệu anh Kim, xin mời anh. Xin chào mọi người. Tôi yêu tất cả các bạn. Cái gì đã xảy ra vậy? Anh để coi bị gì. Có điện rồi. Dạ, cảm ơn anh Kim vì bài hát vừa rồi. Và bây giờ đã đến lúc đến với bảng xếp hạng top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Mình không nghĩ là đã trễ như vậy. Giờ mình phải về nhà rồi. Nè, bạn lấy cho mình cái đĩa đi. Mình sẽ ngồi ở đây để đợi bạn được không? Bạn đợi tôi một chút đi. Da 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 da. Xin lỗi, tôi không tìm thấy cái dĩa ở đâu hết á. Vậy hả? Không sao đâu, có gì lần sau mình lại tới lấy cũng được, có gì đâu. Nếu bạn muốn, bạn có thể đến vào ngày mai cũng được. Ủa? Thôi được rồi, vậy thì ngày mai mình sẽ tới nha. Tôi yêu các bạn. Bạn giống như là con ve sầu trong thung lũng đen vậy. Ve sầu. Sau này khi lớn lên mình nhất định sẽ tới nước Mỹ và Hawaii. Còn bạn thì sao? Mình thì rất muốn đến Paris ở nước Pháp để thăm bảo tàng cống ngầm. Một bảo tàng cống ngầm sao? Cái đó mà cũng có nữa hả? Ở đó thật sự có một cái cống lớn dài ít nhất là 500 mét. Mình rất muốn được đến đó thăm một lần á. Mình thì muốn nhìn thấy tháp Eiffel chứ không phải là bảo tàng cống ngầm vì nó hôi lắm. Đây chính là một bí mật, nhưng sự thật thì mình rất thích cái mùi cống đó mới kỳ lạ chứ. Sao hả? Bạn nói thiệt không vậy? Bạn thích cái mùi cống sao? Mình thật sự rất là thích. Nhưng mà bạn cần phải đi máy bay thì mới có thể tới nước Pháp được. Vì vậy bạn cần phải rời khỏi nhà. Hả? Bạn có muốn ngủ ở nhà mình cuối tuần này không hả? Mình có thể chơi và nói chuyện suốt đêm. Cuối tuần thì mình không thể tới được. Tại sao không đến được? Vì cuối tuần này mình có hẹn đi chơi suối với mấy người bạn khác rồi. Sao không thấy bạn nói chuyện này? Đây chỉ là một kế hoạch đột xuất thôi mà. Vé sau à, bạn cũng đi chơi chung đi. Mình đã nói với mấy bạn ấy rồi. Tại sao tôi phải đi chứ? Tôi có nói là sẽ đi chơi chung đâu hả? Đi ra ngoài chơi vui lắm á. Sao bạn cứ muốn ở trong nhà hoài vậy hả? Thôi khỏi, bạn đi chơi đi. Tạm biệt. Ngày mai mình cùng các bạn của mình sẽ đứng trước cửa nhà bạn để đợi đó. Ngày mai gặp nha. Vé sầu ơi. Vé sầu ơi. Nè, chúng ta đã đợi nửa tiếng rồi đó. Chúng ta mau đi thôi, đừng có đợi nữa. Mình cứ nghĩ rằng bạn ấy sẽ đi, bởi vậy mới đứng đợi. Nhưng mà chắc chắn là bạn ấy có ở nhà chứ. Bạn ấy đúng là kỳ lạ. Nơi biết chúng ta đợi sao bạn ấy không chịu ra. Thôi chúng ta đừng làm mất thời gian nữa. Chúng ta hãy mau đi chơi thôi, cha đu. Hả? Đừng đợi nữa, chúng ta hãy mau đi thôi. Đôn đôn nè, thôi được rồi. Vé sầu ơi, mình có mang một món quà tới cho bạn nè. Mình sẽ để nó ở trước cổng nhà bạn nha. Và còn nữa, nếu bạn thay đổi ý định thì hãy tới chơi với tụi mình có được không? Đây là cái gì vậy? Lạnh quá à. Mẹ, bạn thôi đi mà. Thôi thiệt là mẹ. Cha đời. Ủa? Vé sầu à? Vé sầu à? Cha đu à, cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là món quà tuyệt vời nhất trong đời của mình. Mọi người ai cũng nói mình là người rất là kỳ quái, chỉ có bạn lại không nghĩ mình như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ai là có gì đâu,
mình chỉ nghĩ theo cách của mình thôi. Mình thấy nước trong đó giống như nước khoáng quá, làm gì mà quan trọng quá vậy hả? Đúng lúc mình thấy khát nước quá, Gia Sầu có thể đưa cho mình uống nước được không? Đừng có uống. Cái đó là nước cống. Nó có mùi thơm lắm. Sau này mình sẽ không cần lấy thứ đó cho bạn nữa, vì bạn sẽ không còn ở nhà suốt ngày. Bé Sầu ơi, mau ra đây đi. Xin chào, nhưng mà sao bạn cứ gọi mình bằng cái tên đó hoài vậy? Tại vì mình vừa mới thấy mấy đứa bé chơi trò bắn bi nên mình nhớ ra thôi. Bây giờ chúng ta đi ăn bánh gạo rồi sau đó đến suối chơi nha. Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi. Người bạn gái có tên Ve Sầu đó bây giờ là bạn thân nhất của mình, đó chính là Min Chi. Yeah.